Thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tại các hệ thống kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục được nhắc tới trong thời gian vừa qua. Dù đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và áp dụng nhiều biện pháp lớn nhỏ nhằm cải thiện tình hình, tuy nhiên đến nay thì vẫn còn nhiều kênh rạch ở thành phố này đang trong tình trạng ô nhiễm ở mức báo động cao. Quang cảnh nhìn có vẻ thanh bình này chưa bao giờ là nỗi an tâm với những người dân sống ở xã Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay, con kênh chảy ngang qua khu vực sinh sống của họ vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Rác thải vương vãi, lục bình phủ kín mặt kênh, nước đen đặc, bốc mùi hôi thối đến khó tả. Con kênh này, người ta vẫn quen gọi đây là kênh nước đen. Không khí đây nó rất là ô nhiễm, mỗi lần người dân đi qua đây ôi thối rất là nhiều. Nó ô nhiễm đến cuộc sống của người dân. Quá trời cái mùi nó đen thù lù luôn. Mà đầu tiên thì nó cái mùi nó ít thì nó đỏ, đỏ giết nó đen luôn rồi cái bằng thở, nín thở tuốt đằng kia luôn. Ô nhiễm dữ lắm. Nó đang mùi mỗi lần mà bên kia nó chảy nước qua nó hôi chịu không nổi. Mà sống lâu nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Là con kênh liên quận nên nguồn nước thải mà dòng kênh này tiếp nhận chứa rất nhiều chất thải công nghiệp và sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay, khu công nghiệp Tân Bình đã có hệ thống xử lý nước thải riêng biệt. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng ý thức của người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh ven bờ như cơ sở nhuộm này là tác nhân không nhỏ gây nên tình trạng ô nhiễm. Với những người buôn bán nhỏ lẻ dọc hai bên bờ kênh, họ vẫn đang từng ngày, từng giờ phải sống chung với rác và hít thở bầu không khí ô nhiễm. Người dân cho biết, mùa nước cao, tình trạng ô nhiễm còn đỡ. Khi nước cạn, mùi hôi thối còn kinh khủng hơn. Kéo theo đó là rác thải động vật, rác thải sinh hoạt. Dẫu biết sức khỏe bị đe dọa, nhưng dường như họ chỉ biết lực bất tòng tâm. Cô bác ở đây có khi người ta nói là trời ơi tôi quen rồi, tôi trời ơi mấy chú mấy em ơi làm sao ở vậy, làm sao mà chịu nổi thôi, vì hoàn cảnh khó khăn là phải ở bán thôi. Còn tôi chịu không có nổi. Được biết, nhiều giải pháp, nguồn lực cũng đã được đầu tư để cải tạo dòng kênh này, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, việc đâu lại hoàn đó. Với tình trạng trên, e rằng người dân sinh sống nơi đây và cả những người dân lưu thông ngang qua khu vực này sẽ còn phải hứng chịu ô nhiễm, đặc biệt là mùi hôi thối nồng nặc này trong một thời gian dài.